cơ sở gym Vũ Văn Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin gửi tới quý vị, các bác, anh chị em trên diễn đàn YouTube về chủ đề gym cô gái hay của mình. Các bạn có thể thấy là một số bạn cũng có những gym nhưng mà không hiểu về con gym lắm, thì có thể là xin chia sẻ với các bác một cái chủ đề. Cái video hôm nay là mình sẽ chủ đề cách ghép đôi và để cho chim sinh sản. Thì cái mùa sinh sản thì như lúc này đây là vào mùng tháng 3 dương lịch, nay là 18-19 tháng 3 dương lịch, nghĩa là ra Tết còn một chút. Thì đấy là cái mùa bắt đầu con chim là rất là căng và mùa sinh sản. Thì cái dấu hiệu mà như thế này, các bạn có thể thấy đây là một con chim trống, nó đang rất căng, nó đang rung cánh và chúc đầu chúc mỏ xuống dưới như thế này. Bình thường thì con chim này có thể mang đi mồi hoặc mang, nếu mà không có chim mái á, thì chúng sẽ phản ứng lại với người và gù gáy chơi rất là hay. Nhưng mà khi mà mình nhốt cùng một cái khu vực gần một con chim mái thì chúng bắt đầu tán tỉnh, và chúng thể hiện là như thế này, mình cứ gọi là có nghĩa là tán tỉnh. Nếu mà nói một câu ngắn gọn là chúng dục đẻ đấy. Thì cái thời điểm như này thì các bạn có thể là ghép với một con mái mà đã đến cái tuổi sinh sản được. Video sau mình sẽ nói quay trực tiếp về một con chim mái đến cái lúc có chuẩn bị có cái chu kỳ trứng để chúng ta ghép thành một đôi chim sinh sản. Thế thì cái dấu hiệu mà các bạn cứ nhìn thấy con chim trống nó đúng cái tư thế như thế này. Nếu như mà chúng ta đưa vào, chúng có thể là mã luôn cả ngón tay của mình luôn. Đây là những con chim như vậy. Thì các bạn có thể thấy là thường các bạn đúc ra một cái bộ chim á, thì các bạn nên nuôi bộ đến một con chim mái thật là thuần, và đến thời kỳ đẻ trứng thì có thể là các bạn phát hiện là nó đã trưởng thành. Cái thường thì là khoảng một năm, trên dưới một năm thì các bạn có thể thấy là nó đã trưởng thành hoàn toàn. Thì các bạn có thể kiếm con chim trống, nếu như được thuần thì cũng rất tốt. Còn trong trường hợp không kiếm được con chim trống thuần thì các bạn có thể lấy chim mộc. Chim mộc thì các bạn phải tuyển chọn, có nghĩa là các bạn phải tìm kiếm xin mua để một con chim mộc nó phải có dòng, có dõi, nó có độ lì, mỏ chân, lông và chất giọng. Các bạn tuyển nó tốt và tìm một thời điểm căng về mùa hoặc là về cái chu kỳ của con chim trống và con chim mái nó hợp lý, cộng với một cái khuôn viên chuồng lồng, dù hạ thổ hay không, hay dù hẹp hay không, các bạn ghép vào. Thì các bạn ghép thì các bạn có thể là treo gần nhau một thời gian ngắn để cho nó quen nhau, tán tỉnh nhau. Và quá căng rồi thì nếu như các bạn, với bản thân tôi thì tôi cũng đã có những cái trường hợp là hai con chim này chưa treo gần nhau bao giờ, nhưng nên tôi mới biết cái thời điểm nó căng đó, thì tôi thả con chim trống vào con chim mái. Xin thưa mẹ các bạn, điều gì xảy ra? Chỉ trong vòng có 20 giây, con chim trống trèo lên lưng con chim mái và mã con chim mái luôn. Điều đó chứng tỏ là gì? Cái thời điểm căng đấy nó là cái thời điểm rất khó xác định và ít người biết, và các bạn tìm cơ hội để ghép rất là tốt. Chính vì cái điều yếu tố đấy, sau này đôi chim đấy tôi ghép và tôi đã rút ra một cái kinh nghiệm là quan trọng là cái thời điểm căng của hai con chim và cái môi trường, nếu như được lồng hạ thổ rộng thì là cái điều tốt nhất. Bởi vì là con chim nếu như hai con đều thuần đấy, thì các bạn có thể thấy đấy, con chim này là mình có thể khiển được, mình vẫy tay thì nó sẽ gáy thôi. Và con chim này thì các bạn có thể thấy là con chim nó rất thuần, khiển được.
Những con chim trống như này là chúng rất hăng đấy, mình đưa tay vào nó không sợ một tí nào cả. Và mình sờ vào cườm, sờ vào ngực, sờ vào người, nó không có một cái phản ứng gì là sợ sệt cả đấy. Những con chim này các bạn mang vác chuyển lồng chuyển vùng và các bạn mang đi đấu đá đều được hết cả, nó có tính năng là tổng hợp. Những con chim này mình cũng thử mang đi để đánh đánh cây, treo trên cây, nó cũng có thể là khiêu khích và dụ dỗ rất tốt. Và đặc biệt là con này dùng làm mồi đất cũng rất là tốt. Bạn có thấy là con mồi đất thì quan trọng là nó phải bảo khiển được và nó sẽ quen một cái giọng mồi nào đấy, và nó rất là thuần chim. Do thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể là tìm được con chim để chúng ta đúc và huấn luyện thành chim mồi. Các bạn có thể thấy đây là con chim đó, các bạn nhìn thấy chưa? Con chim này nếu như các bạn nhìn ngang con chim thì nó rất tròn, con chim đấy bầu ngực rất là bầu đúng không ạ? Đấy, và đặc biệt là cái khu vực cườm chúng rất là ánh, chúng dậy thì các bạn có thể thấy là cái một trong những cái dấu hiệu là các bạn biết chim trống, là các bạn nhìn quay ngang con chim này các bạn vẽ nó bầu hơn. Thì còn con chim mái thì người nó thuôn dài bầu dục như cái gió chuối, và đặc biệt là những con chim mái thì thường là nó ít lông đuôi và nó dài, nó thường là hay giữ được lông đuôi hơn. Và có một cái dấu hiệu tiếp theo là các bạn có thể thấy là mình quay cái gầm của con chim đây, nó có một cái lớp lông phụ sau cái lớp lông dài của lông đuôi, và nó sẽ có một cái tâm ở giữa chia làm hai nửa. Nếu như các bạn để ý, thường là những con, theo một kinh nghiệm nho nhỏ của mình, thường là những con chim trống đó, là những cái lớp đông đuôi này nó sẽ nhiều hơn, nhiều đếm là nó sẽ được mười mấy cái, hoặc là nó phân làm hai nửa. Và các bạn dùng phân đôi nó ra như thế này, thì các bạn ví dụ như là một bên các bạn đếm được 5, một bên các bạn đếm là 4, thì là nó thường nó là con chim trống. Còn tính từ chỗ nửa chỗ hậu môn của con chim mà đếm ra hai hai bên, một bên là chẵn một bên là nẹt, nó không đều nhau, thì thường nó là con mái. Đấy, đây cũng là một cái dấu hiệu có tính chất tham khảo mà mình cũng đã thí điểm trên một số cái trường hợp và thấy cái xác định được cái xác suất ở những con mà nhìn có những con mái với con trống nó rất là khó phân biệt. Thì mình phải đòi hỏi có những cái yếu tố tổng hợp, mình xét trên nhiều điều kiện, nhiều góc độ để các bạn xác định được chim trống hay chim mái. Các bạn có thể thấy là cái màu lông chim thì nguyên bản nó là như thế này. Đó, nó gọi là phớt hồng đi. Đấy. Phấn hồng đây này. Đó. Cái bầu ngực của nó này, các bạn nhìn thấy chưa? Tròn như một quả gấc. Đó. Và cái dáng dấp cổ các bạn thấy chưa? Nó rõ ràng là như vậy. Thì ở trên đây, và cái video này mình muốn giới thiệu với các bạn một chút kinh nghiệm nhỏ, và những ai biết rồi cũng có thể bỏ qua, và những ai chưa biết thì cũng có thể hiểu biết thêm qua cái kênh YouTube và cái trang mạng. Như vậy thì mong muốn của cái cơ sở Chim Anh Thao ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, số điện thoại liên hệ là 0163 5305 982, sẵn sàng được, mong muốn được giao lưu cũng như là được trao đổi với tất cả các bác cao tuổi và các anh, các em, các cháu, những người hiểu biết và những người quý con chim cu gáy miền Việt Nam. Các bạn có thể là
giao lưu qua cái số điện thoại là 0163 5305 982. Số điện thoại trên thì mình cũng đăng ký Zalo hoặc là ở trên cái kênh Chim Cô Gái Hay của mình trên YouTube thì cũng có thể là rất nhiều người đã comment để trao đổi. Đấy là một niềm vui của mình. Hy vọng rằng cái video này sẽ góp phần một cái chút nho nhỏ vào trong cái diễn đàn Chim Cô Gái. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những cái video tiếp theo của thể thao. Mong được các bạn ủng hộ và chia sẻ trên mạng. Chào các bạn, chúc các bạn hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Quý vị các bạn thấy hôm nay mình sẽ quay cái giọng bố, giọng mẹ của những cặp sinh sản của mình. Dưới là con bố. Con trên đang ấp là con mẹ, giọng kim.